quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Đến thời điểm trưa ngày 12 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 43 thi thể của các nạn nhân vụ lở núi ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Bí thư huyện ủy Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo cho biết, theo cập nhật mới nhất, các lực lượng đã tìm thấy 43 thi thể của các nạn nhân vụ lũ quét. Hiện còn 52 người đang mất tích, tiên lượng xấu vì không có liên lạc nào cả. Theo Bí thư huyện ủy Bảo Yên, sau vụ lũ quét sáng ngày 10 tháng 9, cả thôn Làng Nủ chỉ có 46 người an toàn. Có mặt tại hiện trường vụ lở núi voi, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cùng chỉ huy lực lượng tìm kiếm của quân khu 2 đến khảo sát khu vực hạ lưu, nơi vừa phát hiện hai thi thể nạn nhân lũ quét. Tại đây, phương án đã được các chỉ huy thống nhất là sẽ tập trung tìm kiếm khu vực hạ lưu, nơi được nhận định là vùng trũng, có thể tập trung nhiều thi thể. Theo nhận định, điểm này được chặn bởi một tuyến đường bê tông ngăn những thứ bị lũ cuốn trôi xuống hạ nguồn, nên khả năng có nhiều thi thể bị kẹt lại ở đây. Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 chỉ đạo các lực lượng làm đến đâu sạch đến đó, kiếm thêm dụng cụ để cào, bới, vớt, bớt rác và gỗ, thân cây ra để phục vụ việc tìm kiếm. Theo quan sát, phía trên là dãy núi voi và rừng phòng hộ. Quân khu 2 triển khai 300 cán bộ của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 cùng 125 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và lực lượng dân quân, nhân dân tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng bộ đội biên phòng đã sử dụng chó nghiệp vụ tham gia công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân. Các lực lượng đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng cả vùng sạt lở và phía dưới hạ lưu. Tại hiện trường vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, bao trùm là không khí đau thương, những tiếng gọi chồng, gọi con não lòng không ngớt. Chị Đinh Thị Niên ở huyện Tam Nông, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Lan sinh năm 2004, từ chiều ngày 9 tháng 9, nghe tin và xem hình ảnh qua camera thấy con giữa cầu. Cả đêm, chị không chợp mắt hướng về phía bờ sông khóc gọi tên con với hy vọng mong manh. Về với bố mẹ con ơi, ở dưới sông lạnh lắm. Người nhà chị Niên cho biết, tai họa ập xuống cùng lúc với gia đình khi bố của Lan bị bệnh nặng, đang nằm viện. Nghe tin sốc về con, bệnh nặng thêm phải đi cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình rất đau xót. Chị Dương Thị Yến, tỉnh Phú Thọ cũng rất đau buồn khi em trai Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1981 đã gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu. Chị Yến nói rằng em trai chị lái xe cho một doanh nghiệp ở Yên Bái, không mấy khi đi qua tuyến đường này. Ngày 9 tháng 9, công ty có chuyến hàng về thành phố Việt Trì phải đi qua cầu Phong Châu nhưng không may gặp nạn. Chị Yến nghẹn ngào, em trai tôi quê Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nhưng lên Yên Bái lấy vợ rồi sinh sống ở đó. Nghe tin chồng gặp nạn nhưng do mưa lũ nên vợ con không xuống được. Một mình tôi ra đây ngóng tin em. Từ đêm qua đến giờ tôi thức trắng chờ tin em, không thể nhắm mắt nổi, cứ hy vọng có người báo tin thấy em tôi ở đâu đó. Còn mẹ của nạn nhân Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, khi nghe tin đã tức tốc từ tỉnh Đắk Nông ra Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Thu, chủ quán nước gần hiện trường vụ sập cầu Phong Châu cho biết, mẹ của Chi ra đến đây vào 10 giờ đêm ngày 9 tháng 9. Chị Thu chia sẻ, chị ấy quá đau buồn, khóc gọi con suốt đêm. Cứ khoảng 15 phút, chị lại ra bờ sông gọi con. Chị Thu cho hay, mỗi lần chị ấy ra gọi con, tôi theo ra động viên. Vào được một lúc, chị ấy lại xin ra, khóc kêu con. Đến sáng nay, chị không còn sức nữa, ngất lên ngất xuống và được cán bộ y tế đưa chị đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Đến 7 giờ sáng ngày 10 tháng 9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được thông tin 8 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo để người dân được biết nếu phát hiện tung tích 8 nạn nhân hoặc ai có người thân nghi mất tích trong vụ sập cầu. Hãy liên hệ với số điện thoại người thân nạn nhân hoặc cơ quan chức năng qua các số hotline 0913 282 825, 0989 246 129 hoặc 0919 333 689. Gần khu vực cầu Phong Châu, nhiều người nhói lòng trước những đôi mắt đỏ hoe ngóng tin bố mẹ, chồng, cháu và người thân mất liên lạc sau vụ sập cầu. Chiều ngày 9 tháng 9 tại khu vực cầu Phong Châu, thuộc địa phận huyện Tam Nông, có nhiều người dân ngóng tin tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập cầu sáng nay. Ngồi lọt thỏm trong góc tạp hóa gần cầu Phong Châu, bà Đinh Thị Mai, 42 tuổi, quê Tân Sơn, gần như kiệt sức vì khóc thương cháu gái nghi mất tích trong vụ sập cầu. Bà Mai chia sẻ, cháu gái là Nguyễn Hà Cê, 19 tuổi, sáng nay khoảng 9 giờ có chở bạn cùng tuổi đi từ nhà ở huyện Tân Sơn đến thành phố Việt Trì để bắt xe khách vào thành phố Đà Nẵng tiếp tục trở lại trường đại học. Bà Mai kể lại,
mấy hôm mưa bão, gia đình ngăn không cho cháu đi. Cháu cũng xin phép nhà trường và được sự đồng ý sau bão tan sẽ vào Đà Nẵng. Theo bà Mai, sau khi ra khỏi nhà khoảng 1 giờ thì bà đọc được tin cầu Phong Châu sập, linh tính chẳng lành nên ngay lập tức chị gọi điện cho cháu gái thì không thể liên lạc được. Cả bạn đi cùng xe máy với cháu C cũng đã mất liên lạc. Bà Mai nói, từ lúc 10 giờ sáng đến nay tôi vẫn chưa liên lạc được với cháu. Về trường hợp cháu C mất tích, bà Mai cho biết vì mẹ cháu đang từ trong Tây Nguyên ra nên bà thay mặt gia đình trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Ở bên kia của bờ cầu Phong Châu thuộc địa phận huyện Lâm Thao, anh Lương Ngọc Ánh, 25 tuổi, trú khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy và cả gia đình anh đang ngóng chờ tin tức của bố, mẹ là ông Lương Xuân Tê và bà Hà Thị Hát. Anh Ánh cho biết, sáng nay bố mẹ anh đi khám bệnh, mua thuốc ở xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, cho đến hơn 9 giờ thì bố mẹ anh bắt đầu về nhà. Theo anh Ánh, qua kiểm tra dữ liệu camera ghi lại, bố mẹ anh đã đi qua cầu đúng vào thời điểm cầu bị sập cuốn trôi. Anh chia sẻ, cả nhà tôi đang túc trực hai bên cầu Phong Châu để ngóng, chờ tin tức về bố mẹ tôi. Theo báo cáo sơ bộ của tỉnh Phú Thọ, tại thời điểm cầu Phong Châu bị sập, trên cầu có 5 xe ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, bao gồm 1 xe tải đầu kéo, 1 xe tải, 3 xe ô tô con, 4 xe máy, 3 xe máy xăng và 1 xe máy điện, với tổng cộng trên 10 người. Cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ bị sập xuống dòng nước lũ chảy xiết. Công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nhiều người òa khóc đến hiện trường tìm người thân. Sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ bị sập. Thời điểm này, nhiều người đang tham gia giao thông. Cầu Phong Châu khánh thành từ ngày 28 tháng 7 năm 1995, được xây dựng với kết cấu dàn thép có chiều dài gần 380 mét. Năm 2013, cầu được sửa chữa, đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Mảng cầu Phong Châu nằm dưới dòng sông nước chảy xiết, nhiều người dân địa phương cho biết cầu có dấu hiệu bị nghiêng trụ và rung lắc trước khi sập 10 phút. Cơ quan chức năng đang tổ chức cứu nạn và phân luồng giao thông tại hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân. Các đơn vị đang thống kê hiện trạng và sẽ có báo cáo cụ thể. Nhiều người đã đến trình báo tìm người nhà mất tích. Có người phụ nữ đã khóc ngất khi tìm kiếm người thân. Nhiều người dân cũng có mặt tại đây để chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 543, Sư đoàn Bộ binh 316 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cùng các trang thiết bị chuyên dụng tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Như đã thông tin, khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông bất ngờ sập. Một số người dân sinh sống gần cầu và đang di chuyển qua cầu thất thần kể lại sự việc. Anh Dũng, trú tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ kể và cho biết, thời điểm đó, anh rất sợ hãi, chỉ dám đứng từ xa chứng kiến vụ việc. Anh chia sẻ, khoảng 10 giờ, gia đình tôi đang chuẩn bị cơm trưa thì nghe tiếng động rất lớn, tôi chạy ra xem sao. Khi thấy khoảng trống giữa cầu mới hay sự việc rất nghiêm trọng. Anh Dũng cho biết thêm, cầu sập rất nhanh, lúc đó tôi không nhìn rõ phương tiện rơi xuống sông vì nước dâng rất cao. Sau đó vợ chồng anh hoảng hốt chạy lên thành cầu, hô hoán mọi người, ứng cứu những người bị rơi xuống sông. Anh Dũng và mọi người tìm gậy kéo một số nạn nhân mắc trên trụ cầu lên bờ. Anh Dũng nói, tôi và mọi người ở trên bờ cảm thấy bất lực khi chứng kiến các nạn nhân bị dòng nước cuốn đi mà không thể làm gì được. Mấy ngày nay mưa bão, dòng sông nước đầy và chảy rất xiết. Thấy mấy người có thuyền đang đậu ven bờ, tôi hô hoán cứu người nhưng họ cũng bất lực vì nước mạnh quá. Chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cầu sập ngay trước mặt. Nhiều nhân chứng có mặt tại khu vực cầu Phong Châu cho biết, khi họ đến đầu cầu là vừa lúc nhịp giữa của cầu sập xuống. Lúc đó ô tô, xe máy đang ở hết trên cầu, nhiều phương tiện rơi xuống lòng sông. Sự việc chỉ diễn ra chưa tới một phút nên mọi người đều bất ngờ và hoảng loạn. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của Phú Thọ. Cầu được xây dựng với kết cấu dàn thép có chiều dài gần 380 mét. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cây cầu này. Hiện, thiệt hại vẫn đang được tiếp tục thống kê. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ về vụ sập cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ, sơ bộ xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 8 phương tiện gặp nạn, trong đó 1 xe tải, 1 xe con, 5 xe máy, 1 xe đạp điện. Hiện đã cứu được 5 người, đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.
Một trong những nạn nhân sống sót trong vụ sập cầu là anh Phan Trường Sơn, chú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Sau khi được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, hiện anh Sơn đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị. Anh Phan Trường Sơn cho biết, thời điểm cầu Phong Châu bị sập, anh đang điều khiển xe máy lưu thông trên cầu. Sau khi rơi xuống sông, anh Sơn may mắn được người dân đi thuyền ra cứu giúp. Sau hơn 4 giờ nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, chiều ngày 9 tháng 9, tinh thần và sức khỏe anh Phan Trường Sơn đã dần ổn định. Tuy nhiên, chân anh Sơn vẫn bị thương. Anh Phan Trường Sơn kể, khi đang trên cầu nghe tiếng uỳnh uỳnh rất mạnh. Anh cứ nghĩ là do xe trọng tải lớn gây ra, ngay sau đó anh thấy mình rơi xuống sông. Anh Phan Trường Sơn nhớ lại, rơi xuống sông, tôi thấy mình chìm rất sâu nên cố gắng ngoi lên mặt nước. Tôi không dám nghĩ mình còn sống, bơi được một đoạn, tôi vớ được thân cây, sau đó có thuyền ra cứu. Được biết, người cứu anh Phan Trường Sơn là anh Ngô Văn Khanh, sinh năm 1998, trú khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhắc lại việc cứu người sáng ngày 9 tháng 9, người hùng Ngô Văn Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Khanh nhớ lại, vào thời điểm cầu Phong Châu sập 2 nhịp giữa, anh đang ở trong nhà thì thấy mọi người hô to, cầu sập rồi. Ngay lập tức, anh Khanh chạy ra ngoài, nhìn về phía thượng nguồn. Lúc này, thanh niên 26 tuổi mới biết là cầu sập và nghe mọi người nói có nhiều người và phương tiện rơi xuống sông. Nhìn ra dòng nước đang cuồn cuộn chảy, anh Khanh thấy rất nhiều cây gỗ lớn, rác bị cuốn đi. Chừng 7 phút, nam thanh niên tiếp tục nhìn thấy một người đàn ông đang cố gắng bám chặt lấy thân cây đang chơi với giữa dòng. Mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh. Nạn nhân liên tục kêu cứu. Lúc này, anh Khanh không nghĩ được nhiều, chỉ biết chạy ra con đò của gia đình, rồi điều khiển phương tiện nhanh nhất để cố gắng tiếp cận người bị nạn. Do lũ lớn, tốc độ dòng chảy nhanh, con đò đã rất khó khăn mới tới gần được nạn nhân. Khoảng cách từ bờ ra đến vị trí cứu hộ chừng 400 đến 500 mét. Anh Khanh cố gắng lái thuyền ra giữa dòng nước xiết để chờ nạn nhân trôi tới. Chỉ ít phút sau, nạn nhân đã được đưa lên thuyền trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Người có nhiều vết thương nghiêm trọng, nhất là ở chân. Anh Ngô Văn Khanh nhớ lại, khi đưa tới bờ, anh ấy vẫn rất run, không nói được, không nhớ được gì. Phải mất khoảng 10 phút, nạn nhân mới đọc được điện thoại người nhà để tôi thông báo. Khi được hỏi tại sao lúc đó lại quyết định bơi thuyền ra giữa dòng nước xiết để cứu người, anh Khanh nói, bản thân khi đó gần như làm việc theo bản năng, trong đầu duy nhất chỉ có ý nghĩ là làm sao cứu được người sớm nhất có thể. Anh Khanh chia sẻ, đừng gọi tôi là người hùng, bởi tôi nghĩ trong hoàn cảnh đó, ai cũng hành động như tôi mà thôi.